chúng tôi xin mời lên sân khấu trở lại Nighty và Kiwi. Yeah, Nighty và Kiwi, vẫn là như cổ, vẫn là cổ. Có quay đó không? Có cần quay đó không? Hay dành luôn. Kiwi, em nhờ. Dừng cho Nighty. Ok, Nighty. Let's go, round one, 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 one. Ủa? 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 Yeah. Tôi nói bạn nghe nè kì, lấy tôi nói bạn nghe nè kì. Lấy tôi thấy cái đội Valencia của bạn gửi như là bi. Để tôi nói bạn nghe nè kì, lấy tôi nói bạn nghe nè kì. Lấy làm sao mà đấu tới tên Nighty thì nhớ về nhà xem ly. Lấy nói mày nghe nè kì, lấy nói mày nghe nè kì. Lấy tôi thấy cái đội Valencia của mày nó như là bi. Để tôi nói mày nghe nè kì, lấy nói mày nghe nè kì. Lấy làm sao mà nhớ tới tên Nighty thì mày phải về xem ly. Lấy ok, tôi nói mày nghe thằng nhỏ đi. Này, mày biết là đập tới tao thì bây giờ Ok! Yeah! Kiwi! Và tao freestyle thì không có gì phải che đậy. Đó là lúc mà tao lại nhận ra đôi mắt của mày đang phê thấy. Nếu mày lên đây mày on my freestyle với tao bảo bảo tao về nhà đọc lyric thì tao bảo đơn giản chất lượng âm nhạc của mày là đéo ai nghe thấy. Với mày là ai đi? Đó là lúc mà tao lại on my tao kêu của Nighty. Mày biết thành công là do người ta nhìn thấy mày, là do mày trình độ mày ở sâu của Billy. Và tao còn phải ok, ok, round 2, my song goes. Hey, đây là rap show. Mày để tao nói, để tao nhắc mày muốn sao cool. Để tao rap mọi người thấy tụi tao ở đây mày gọi tao rap star. Tao nói mày nghe nè, tao ký liền. Tụi mày ở đâu ra hả? Mày ví đi. Oh baby, tao nói với nghe nè. Oh baby, nói với ta là mày có cái hình xăm. Nhưng mà anh em mình không phải là có tình thâm. Tao nói là mày biết mày vẫn đang nợ ân tình. Để bữa nào mày đi xăm, tao dẫn qua kế mày chợ Tân Bình. Woo, ok, hey. yeah. Kiều Linh. Wait, yeah. Mày muốn chiến thắng trận này thì đơn giản mày không cần tao. Mày freestyle kiểu đéo gì lại lấy cả vật tao. Tao không biết là cái chất của mày ở đâu, cái hút mày cũng ở đâu, hút của mày trong quần tao nên thôi. Mày có thể là nghe thấy, đó là lúc mà tao nhận ra tao không nghe mày. Mày có thể thấy thì bọn tao làm phải chai bia. Đây là đất của tao, đất của mày ở ngoài kia. Nên thôi mày nên đi ra đi. Đó là lúc mà tao chill the Camry. Mày không thể thấy, mày có thể đợt đứng đấy. Cả đời mày chỉ đợt đứng đấy, trình của tao đợt đang đi. Yeah, yeah, everybody pay some noise. Judges, 3, 2, 1. Yeah, xin được chúc mừng Nighty.